trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn truyện ký chiến tranh của tác giả Nguyễn Khắc Nguyệt với nhan đề Mũi Lao Thép, câu chuyện của những người lính xe tăng trong những trận đánh ác liệt cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến dịch xuân hè năm 1975. Phần thứ hai Khi trời vừa tối hẳn thì đoàn xe dừng lại theo tín hiệu phát ra từ xe đi đầu. Căn cứ vào bản đồ và địa hình xung quanh, bảng đoán tiểu đoàn mình đã vượt qua quận lỵ Du Long khá xa nơi tiểu đoàn anh tạm dừng một bên là dãy núi chúa cao sừng sững, một bên là một ngôi làng khá to nhưng vắng lặng, không một ánh lửa. Bảng đoán chỗ này chắc chỉ còn cách Phan Giang chừng 20 km là cùng. Từ phía đầu đội hình, trợ lý tham mưu Bù Văn Định dẫn hai chiến sĩ trinh sát của bộ binh về xe chỉ huy. Vừa nhìn thấy Định và hai chiến sĩ đi tới, tiểu đoàn trưởng bảng đã nhảy ngay xuống xe. Nhưng chưa kịp hỏi han gì về tình hình thì không trung chợt vỡ hòa ra trong tiếng rít của máy bay phản lực bầu trời đêm đang đen kịt bỗng bừng sáng lên như ban ngày bởi hai quả pháo sáng treo trên lưng chừng trời. Bảng phán đoán nhanh, có vẻ như sự di chuyển của tiểu đoàn anh đã lọt vào mắt bọn địch đang chốt trên ngọn núi chúa thì phải và chính chúng đã gọi bọn máy bay này đến. Đứng thẳng người giữa đường, bảng hét đến vỡ họng. Tắt hết đèn đi, cho xe dạt vào bên đường. Chuẩn bị 12 ly 7 bắn máy bay theo lệnh tôi. Mệnh lệnh được thực thi ngay tức khắc. Trong giây lát, hơn hai chục chiếc xe tăng và thiết giáp đã lần khuất vào bóng núi, tán cây hoặc nép sát xuống vệ đường. Những nòng súng 12 ly 7 đánh cao cảnh giác, sẵn sàng nhà đạn. Các chiến sĩ bộ binh cũng đã lăm lăm súng trong tay, mắt dõi lên bầu trời đêm sáng rực. Hai chiếc máy bay vẫn lượn đi, lượn lại. Chắc chúng còn nghi ngờ nên thêm hai quả pháo sáng nữa được bung ra. Dưới ánh sáng bốn ngọn đèn rủ, cảnh vật dưới mặt đất phơi ra rõ như ban ngày. Thật may, đội hình của tiểu đoàn được ngụy trang khá kỹ và đã kịp thời giạt vào hai bên lề đường cả những chiếc xe tăng xe thiết giáp cắm đầy lá ngụy trang trông như những bụi cây ven đường hai chiếc máy bay vẫn nối đuôi nhau bay dọc theo quốc lộ một chúng xả xuống rất thấp luồng khí động phía sau chúng tưởng chừng muốn lật tung cây cỏ hai ven đường lên đầu óc bảng căng như sợi dây đàn không biết chúng đã phát hiện ra mình chưa bắn hay không bắn tất nhiên khi chúng đã phát hiện ra đội hình hành quân của các anh và đánh vào đội hình thì kiểu gì cũng phải bắn trả. Còn nếu chúng mới nghi ngờ mà bắn thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Anh quyết định sẽ nhẫn nại chịu đựng cho đến phút cuối cùng, chỉ khi chúng đánh chúng đội hình mới cho bắn trả. Vào lúc này, phải lấy đại cục làm trọng. Quả nhiên, những loạt bom chúng ném xuống cũng vu vơ, không quả nào chúng vào đội hình cả. Chắc chúng chỉ ném thăm dò, bảng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm đợi cho hai chiếc máy bay cút thẳng về phía nam bảng mới kéo chính trị viên đính tiểu đoàn phó bình trợ lý tham mưu định đồng chí tiểu đoàn trưởng bộ binh và hai chiến sĩ trinh sát ra phía sau xe chỉ huy cùng lúc đó trung đoàn trưởng bộ binh cùng ba chiến sĩ nữa cũng có mặt bảng trải tấm bản đồ ra mặt cỏ ngay trên vệ đường bấm chiếc đèn pin đã được bọc vải vào bản đồ anh nói vừa đủ nghe ta bắt đầu làm việc đề nghị các đồng chí trinh sát cho chúng tôi biết về tình hình địch ở phía trước như thế nào lực lượng phương tiện và hệ thống vật cản của chúng ra sao hai chiến sĩ trinh sát bộ binh giấy này lên báo cáo thủ trưởng chúng tôi chỉ được giao nhiệm vụ bám địch xem chúng bố trí ở đâu để bàn giao cho các đồng chí chứ như thủ trưởng yêu cầu thì chúng tôi không nắm được đâu chính trị viên đính gắt nhẹ trinh sát mà không nắm được cụ thể tình hình địch thì các cậu làm gì người chiến sĩ trông có vẻ giả dặn hơn từ tốn báo cáo các đồng chí thực tình chúng tôi cũng vừa mới giải phóng quận lỵ du long này được vài tiếng đồng hồ ngay sau đó đơn vị tôi được lệnh cơ động lên hướng tây chúng tôi được giao nhiệm vụ bám địch để bàn giao cho đơn vị mới đến tiếp thu nghĩa là nắm được chúng bố trí ở đâu để báo cho quân ta mà thôi chứ không có thời gian và điều kiện điều tra cho thật tỉ mỉ được rất mong các thủ trưởng thông cảm trung đoàn trưởng bộ binh cũng nói đỡ cho các đồng đội các anh thông cảm các đồng chí đó nói đúng đấy họ vừa mới đánh địch ở đây xong bây giờ lại phải di chuyển thì làm gì có điều kiện để chui rào, bắt tù binh khai thác tin tức như được. Biết trước như vậy rồi nên bằng nhẹ nhàng. Thôi, được rồi. Bây giờ các đồng chí cứ báo cáo hết những gì các đồng chí đã nắm được. Có vấn đề gì chưa rõ chúng tôi sẽ hỏi thêm. Trung đoàn trưởng bộ binh gọi ba chiến sĩ của mình. Các cậu tập trung vào đây để nắm tình hình đi. Ngay sau đây, các cậu sẽ theo họ lên đó nhận bàn giao và tiếp tục cơ động về phía trước để bám địch đấy. Tất cả những người có mặt đều túm lại xung quanh tấm bản đồ. Người chiến sĩ trinh sát có tuổi rút từ túi ngực ra một cái bút chì và dùng nó làm que chỉ. Báo cáo, chỗ chúng ta đang tạm dừng là phía bắc thôn Bà Dâu. Từ đây đến thị xã Phan Giang khoảng chừng 20 mươi lô, mét. Từ chiều hôm qua, thôn Bà Dâu đã bị ta đánh chiếm và hiện đang nằm trong tay ta. Sau khi bị đánh bật khỏi Bà Dâu, địch đã lui về cố thủ ở khu vực Ba Tháp, Gò Đền và Cả Đú một số tản ra chạy lên núi Chúa, chắc bọn này vừa mới chỉ điểm cho máy bay lúc nãy. Vị trí phòng ngự tiền tiêu của địch là Bắc Thôn Ba Tháp, cách đây khoảng hơn 3 kỳ, lô, mét. Anh ta đưa đầu bút trì chỉ, chỉ một loạt các điểm có địch rồi tiếp tục, coi lực lượng của chúng cụ thể là bao nhiêu, thuộc đơn vị nào thì thật tình là chúng tôi không rõ. Về hệ thống công sự của địch nhìn chung là sơ sài, chủ yếu là chúng lợi dụng nhà cửa. Các công trình xây dựng hai bên đường và có một số công sự gỗ đất, bao cát mới được xây dựng vật cản cũng không có gì kiên cố cho lắm, không có hào chống tăng, hàng rào dây thép gài cũng sơ sài thôi. Chỉ có một số thùng phi, bao cát xếp ngang đường nhưng vẫn để lối cho xe cộ đi qua. Có lẽ chúng cũng không ngờ ta đánh tới đây nhanh thế hay sao ấy. Báo cáo, hết. Anh ta vừa dứt lời, trợ lý tham mưu định đã nôn nóng. Thế còn mình thì sao? Nhất là mình chống tăng ấy. Người chiến sĩ trinh sát vẫn rất bình tĩnh. Báo cáo thủ trưởng, Thực tình thì chúng tôi không kiểm tra được từng mét đường nhưng theo phán đoán của chúng tôi thì không có mìn chống tăng đâu à. Tiểu đoàn trưởng bảng hất cằm. Đồng chí căn cứ vào đâu mà kết luận như vậy? Người chiến sĩ trinh sát rành rẽ. Có mấy căn cứ để kết luận là không có mìn như thế này. Một là chiều hôm qua, khi rút từ bà dâu về ba tháp địch vẫn cơ động bằng xe cơ giới. Như vậy nghĩa là không có mìn bố trí từ trước. Còn từ chiều hôm qua đến giờ, bọn tôi liên tục bám và theo dõi sát mọi hành động của chúng thì cũng không thấy có tên nào ra bố trí mìn ngoài ra đây là đường quốc lộ một mặt đường trải nhựa nên nếu đào để bố trí mìn thì sẽ phát hiện ra ngay bảng vẫn căn vặn thế còn xe tăng thiết giáp có không người chiến sĩ trinh sát bình tĩnh báo cáo ở sâu bên trong tuyến phòng thủ thì có hay không chúng tôi không biết còn theo quan sát của chúng tôi thì ở mấy cụm cứ điểm tiền duyên của địch không có cái xe tăng hoặc thiết giáp nào cả suy nghĩ một lát bảng gật đầu cảm ơn các đồng chí chắc các đồng chí cũng mệt rồi bây giờ các đồng chí cứ về vị trí của mình và tranh thủ nghỉ ngơi đi đợi hai chiến sĩ trinh sát đi khỏi bảng tiếp thực ra mình cũng không thể đòi hỏi họ hơn được tuy nhiên cho đến giờ thì ta cũng đã biết địch đang bố trí ở đâu rồi bây giờ ta sẽ thống nhất kế hoạch chiến đấu mấy cái đầu cùng chụm lại trên tấm bản đồ họ thì thầm trao đổi lúc to lúc nhỏ có lúc tranh luận khá gay gắt phải mất gần 20 phút bảo mới kết luận. Bây giờ tôi thống nhất thế này, về cách đánh chúng ta vận dụng chiến thuật tiến công trong hành tiến. Mục tiêu phải đánh chiếm trước mắt gồm, một là dinh tỉnh trưởng, hai là sở chỉ huy chi khu, ba là cảng Ninh chữ. Trong đó mục tiêu chủ yếu là dinh tỉnh trưởng. Còn nhiệm vụ tiếp theo của tiểu đoàn ta là phát triển đến cả ná. Chúng ta sẽ sử dụng đội hình một hàng dọc, đi đầu là xe trinh sát, tiếp theo là đại đội tăng 3, đại đội thiết giáp 8 đại đội thiết giáp 9. Tiếp theo là bộ phận bảo đảm kỹ thuật của đồng chí Bình. Cuối cùng là bộ phận hậu cần kỹ thuật do đồng chí Đính chỉ huy. Khi phát hiện quân địch, xe trinh sát sẽ chỉ mục tiêu và để cho xe tăng của đại đội 3 vượt lên công kích. Trong quá trình tiến công sẽ sử dụng đội hình rích rắc để phát huy tốt hỏa lực của các xe và đỡ bắn vào nhau. Sau khi vào đến thị xã, tiểu đoàn sẽ phân thành 3 mũi. Mũi thứ nhất nhanh chóng đánh chiếm dinh tỉnh trường, mũi thứ hai chiếm sở chỉ huy chi khu, mũi thứ ba đi chiếm cảng tiêu diệt tàu địch ở đó. Trường hợp gặp vật cản không khắc phục được, xe tăng thiết giáp sẽ dừng lại chi viện hỏa lực cho bộ binh xuống xe đánh chiếm. Trong quá trình chiến đấu chú ý sẵn sàng đánh trả máy bay địch. Vị trí chỉ huy của tôi ở sau đại đội 3. Anh ngẩng lên nhìn quanh một lượt, ý định chiến đấu như thế. Các đồng chí còn ý kiến gì nữa không? Trợ lý tham mưu định giơ tay. Tôi có ý kiến. Đề nghị tiểu đoàn trưởng xác định cụ thể thành phần của từng mũi. Theo tôi, cả ba mũi đều phải có xe tăng mới đảm bảo khả năng chiến đấu được. Tiểu đoàn trưởng bảng gật đầu. Tôi đồng ý. Khi giao nhiệm vụ cho các đơn vị tôi sẽ quy định cụ thể. Mời các đồng chí khác quay về phía trung đoàn trưởng bộ binh. Chính trị viên đính, bảng xét sàng. Các anh xem có gì cần bổ sung không? Chính trị viên đính lắc đầu nhẹ nhẹ. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý định của anh. Chỉ xin lưu ý khi giao nhiệm vụ cho anh em là khi cần thiết phải bỏ qua các mục tiêu không quan trọng để nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu chủ yếu như lời tư lệnh binh chủng đã dặn. Trung đoàn trưởng bộ binh giơ tay theo thói quen. Về kế hoạch tác chiến tôi hoàn toàn nhất trí. Sau đây tôi sẽ cho trinh sát của chúng tôi cơ động lên bám địch ở cự ly gần hơn nữa. Đêm nay, khi cơ động lên các đồng chí chú ý bắt liên lạc với họ, quay về phía ba chiến sĩ của mình, anh hạ giọng. Bây giờ các đồng chí lên nhận bàn giao tại thực địa của trinh sát sư ba sau đó tranh thủ tiếp cận địch càng gần càng tốt để nắm thêm tình hình khi xe trinh sát của xe tăng đến các đồng chí phải báo cáo lại cho cụ thể càng tỉ mỉ càng tốt đã rõ nhiệm vụ chưa ba chiến sĩ trinh sát đồng thanh rõ nói rồi họ lập tức lên đường nhìn quanh một lượt thấy không ai có ý kiến gì thêm bảng dần giọng thôi ta tạm dừng ở đây bây giờ đồng chí định cho người đi báo cho các đại đội cho tất cả cán bộ từ trung đội trưởng về đây nhận nhiệm vụ đi ngay đi đúng lúc đó một chiếc máy bay xẹt qua hai tiếng nổ bụp bụp từ trên không vọng xuống và cả đất trời bỗng lại sáng rực như ban ngày ngay sau đó một tốp máy bay xuất hiện chúng bay vòng quanh dòng ngó rồi một loạt tiếng nổ dội lên ở phía sau đội hình tiểu đoàn khi bầu trời vừa như muốn vỡ tung ra bởi tiếng rít chói tai của hai chiếc máy bay phản lực Hải Xuân đã nhảy phắt vào cửa pháo hai ôm lấy khẩu 12 ly 7. Anh kéo khóa nòng lên đạn rồi dê mũi súng theo vòng lượn của chiếc máy bay, tay phải đã để sẵn ở cần cò. Pháo thủ hải phở nhô đầu lên từ cửa trưởng xe nhắc nhỏ. Đừng bắn vội, quê. Tiểu đoàn trưởng vừa nhắc chỉ được bắn khi có lệnh thôi đấy. Hải Xuân cầu nhau. Biết rồi, mà lệnh với liếc kế quái gì cơ chứ, nó sắp choảng bom vào đầu mình rồi đây này. Tuy nói vậy, Hải vẫn buông tay ra khỏi cần cò nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn dù vẫn thấy mắt anh quắc lên những tia căm hận. Gì chứ, với lũ giặc trời này thì anh và kế đại đội ba này đã có quá nhiều ân oán. Suốt dọc đường hành quân vào chiến trường chúng đã làm khổ các anh bao nhiêu lần. Chính chúng đã cướp đi một người bạn thân của anh. Đó là lái xe Nguyễn Văn Cửu hồi tháng 5 năm 1972. Hồi ấy, Hải co là pháo thủ của xe 724 do trung đội phó Nguyễn Quang Hòa chỉ huy, còn Cửu là lái xe mặc dù không cùng quê nhưng cùng tuổi, lại cùng nhập ngũ. Tính nết cũng khá giống nhau nên khi được biên chế về xe 724 hai người đã nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Từ hồi còn huấn luyện ở Vĩnh Phú cho đến khi hành quân vào chiến trường, cả hai vẫn sẽ chia nhau về mọi thứ. Từ việc giúp đỡ lẫn nhau trong công việc đến tâm tình với nhau về mọi chuyện trên đời. Trong những câu chuyện tâm tình, họ thường nói đến tương lai. Ngày đó không còn chiến tranh, họ sẽ trở về quê hương để tiếp tục những ước mơ còn dang dở của mình cửu chẳng có ước mơ gì cao sang. Anh chỉ muốn sau này về sẽ đi lái máy cày để không uổng phí chuyên môn lái xe tăng đã được đào tạo. Thế thế mà, bọn giặc trời đã không cho anh cơ hội để thực hiện cái ước muốn vô cùng giản dị ấy. Hôm đó, đại đội 3 của các anh vừa vượt qua động con tiên. Một trọng điểm đánh phá của không quân địch trên vùng biên giới Lào Việt và đang tìm vị trí trú quân. Con đường quá hiểm trở. Một bên là ta luy dương cao hàng chục mét một bên là vực sâu thăm thẳm nên rất khó tìm chỗ giấu xe. Để tìm được chỗ giấu xe ưng ý, che mắt được bọn chỉ điểm OV10 thì trưởng xe và lái xe phải tự mình dò dẫm vào các mang cá ven đường để kiểm tra. Khi đại đội trưởng Đô, trưởng xe Hòa và lái xe Cửu đã chọn được vị trí giấu xe rồi, đang chuẩn bị đưa xe vào thì bất chợt một tràng đạn dài từ trên trời sổ xuống. Đã được nghe nói nhiều lần về loại máy bay săn đêm AC-130 nhưng hôm ấy là lần đầu tiên họ giáp mặt chúng mà lại thật bất ngờ vào cái lúc không ai ngờ tới. Chùm đạn 20 ly từ máy bay bắn xuống chụp lấy chiếc xe 724 như một chiếc nơm úp cá. Ngay loạt đạn đầu tiên, cả ba người đã bị thương. Cửu đứng gần xe nhất nên bị thương nặng nhất. Lúc ấy, Hải và Y tá Ban vẫn còn ở trong xe. Những loạt đạn chát chúa trên nóc xe làm hai anh em tối mắt, tối mũi. Ơn trời! không có viên đạn nào trúng vào hai cái cửa xe đang mở toang chứ chỉ cần một viên nổ trong xe thôi thì anh cũng chẳng còn đứng ở đây mà ngắm nó nữa. Chờ cho loạt đạn ngớt, Hải và Ban lao ra ngoài. May mà ở ngay gần đó có một chiếc hầm, họ lao ngay vào đó trước khi một loạt đạn nữa được bắn xuống. Tất cả cứ nhằm trúng chỗ chiếc xe 720 túi đang đứng mà nổ như hoa cà, hoa cải. Khi chiếc AC-130 đã bay đi chỗ khác, Hải ra khỏi hầm mới biết cả đại đội trưởng Đô, trung đội phó Hòa và lái xe cửu đều bị thương. Đô và Hòa thì bị thương nhẹ thôi. Riêng cửu bị thương rất nặng. Anh nằm đó, thoi thóp thở. Sự sống leo lét như muốn bứt đi bất cứ lúc nào. Lúc này, cả tiểu đoàn phó bảng, chính trị viên Nguyễn Thế Cương, trung đội trưởng Nguyễn Văn Thanh đã có mặt. Mọi người tiếu tít băng bó, cấp cứu thương binh. Lái phụ Nguyễn Khắc Nguyệt được điều lên lái xe 720 tối đi giấu, còn lại tập trung đưa ba người đi viện. Nhưng không kịp nữa, mới đi chưa được nửa đường, lái xe cửu đã chút hơi thở cuối cùng. Lòng đau như sát muối, hải cùng đồng đội đành mai táng cửu bên một sườn núi ven động con tiên. Mối thù đối với bọn giặc trời này cứ âm ỉ mãi trong lòng hải từ ngày ấy. Sau mấy loạt bom vu vơ, hai chiếc máy bay đã bay về hướng nam. Hải xoăn rời khẩu 12 ly 7 lên ngồi trên đỉnh tháp pháo. Cả mấy anh em trong xe cũng đã quây quần bên anh. Hải vỗ vai pháo hai nhàn. Cậu vẫn nhớ quy tắc bắn máy bay đấy chứ, Hải hỏi vậy bởi Nhàn vốn là chiến sĩ công binh, vừa mới được bổ sung về đại đội 3 làm pháo hai chưa lâu và cũng chỉ mới được tập bắn 12 ly 7 đôi lần. Hôm nay được biên chế về xe 764 của anh làm nhiệm vụ bắn máy bay. Nhàn lão tấu trả lời bằng cái giọng nghệ tính nặng trịch. "Nhớ chứ, có khó chi mù." Hải xoan nghiêm giọng. "Không khó thì nhắc lại xem nào." Nhàn cười hì hì. "Thì nó lao thẳng vào mình thì mình ngắm cái vòng ngắm vào đầu nó mà bắn." Còn nếu nó bay ngang hay bay chết thì ngắm đón về phía trước một ít chứ gì. Hải xoan lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, pháo thủ hải phở cũng lắc đầu. Thế không được, một ít là bao nhiêu phải cụ thể ra chứ. Nói như cậu thì đạn đi tìm chim hết. Lái xe phan cũng góp chuyện. Hôm đi bắn đạn thật thằng cha này có bắn trúng phát nào đâu mà. Nhàn hăng hái cãi lại. Hôm ấy khác, hôm nay khác chứ. Anh không nhớ hôm bắn lại em trả bắn trúng ba viên rồi sao. Hải xoan nghiêm trang hẳn lại. Chuyện này không đùa được đâu. Nếu cậu không bắn được thì xuống nạp đạn pháo cho cậu sáng lên bắn thay. Pháo hai sáng nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng đầy thích thú. Đúng rồi, để em lên bắn 12 ly 7 cho. Nhàn lầm bầm cầu nhau. Mi thì bắn chắc cái chi. Vừa mới vào, đã được bắn đạn thật lần nào đâu mà cứ lên mặt. Nhàn nói có phần đúng vì sáng là đợt lính Đông Anh vừa mới bổ sung vào hồi đầu năm. Cậu ta bồi tiếp biết điều thì cứ nạp đạn cho nhanh vào, còn khẩu 12 ly 7 để đấy cho tớ. Sáng biết thân biết phận ngồi im thiên thít, hải xoan vội hòa giải. Đã biết như thế rồi thì ôn lại quy tắc bắn đi. Hôm nay sẽ ác liệt đấy, không đùa được đâu, chợt có tiếng đại đội trưởng tường gọi hải đi nhận nhiệm vụ. Anh rời tháp pháo nhảy xuống đất, đi được vài bước còn ngoái lại, ở nhà kiếm cái gì ăn rồi tranh thủ nghỉ đi một lúc, ngày mai là vất vả đấy. Trên xe 761, khi đại đội trưởng tường vừa đi khỏi pháo thủ đào văn kiên đã dục lê đâu nổi lửa lên em kiếm cái gì ca cóng một tí đi tớ đói lắm rồi ở chiến trường đã mấy năm quen miệng nói vậy mỗi khi nấu nướng cải thiện nên bây giờ dẫu không phải nấu nướng bằng ca cóng nữa anh em đại đội ba vẫn bảo nhau như thế phải công nhận cái trò thức đêm chóng đói thật nhất là đối với kiên voi chàng pháo thủ ăn khỏe nhất đại đội quê kinh môn hải hương là con nông dân chính hiệu Nhưng không hiểu sao kiên lại có một thân hình to lớn Và một nước da trắng đến thế Có lẽ vì to con Tiêu tốn nhiều năng lượng nên kiên ăn rất khỏe Nghe nói hồi huấn luyện tân binh Có lần thách nhau hắn đã ăn hết cả mâm sáu Còn bình thường Mỗi bữa hắn ta có thể đánh bay cả chục bát cơm Loại bát B52 xới đầy có ngọn nếu có Bù lại kiên cũng khỏe như voi Có lần đi gùi gạo Thằng Nguyệt cũng dân hải hưng bị chảy lưng khóc dở mếu dở với ba lô gạo. Chẳng nói chẳng rằng kiên túm luôn cái ba lô của nó đặt chồng lên ba lô của mình. Thế mà bước đi vẫn bình thường, mặt không hề biến sắc, về đơn vị vẫn sớm nhất. Đi lấy củi hay chặt tre, vác gỗ, bao giờ bó của kiên cũng to nhất, nặng nhất và đẹp nhất. Và có lẽ cũng vì hắn khỏe như thế mà ký sinh trùng sốt rét nó kiêng nề. Mấy năm ở rừng mà kiên chưa hề bị sốt rét, nước da vẫn trắng như trứng gà bóc mới lạ chứ. Có điều là, dù to lớn, cành càng và sức khỏe như voi nhưng lời ăn, tiếng nói của Kiên thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, thủ thì như con gái. Ngước nhìn mấy quả pháo sáng vẫn đang lơ lửng và mấy chiếc máy bay vẫn lần vẩn trên đầu, pháo hai lê tỏ ra ngần ngại. Máy bay nó vẫn quần kia kìa, bây giờ mà nổi lửa lên thì tôi mất. Lê ngại cũng phải, cậu ta nằm trong đợt lính vừa mới bổ sung vào chiến trường đầu năm nay nên vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ thì các cán bộ huấn luyện vẫn dạy vào chiến trường phải bí mật, đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng cơ mà. Thế mà máy bay nó vẫn lượn lờ trên đầu ỉ ỉ. Các đàn anh trong xe lại dục đi nấu ăn thì làm thế nào bây giờ? Có lẽ cũng đã thấy đói bụng nên thìn đen, lái xe cũng dục Lê nó ngại cũng phải. Thôi thì thằng cắt giúp nó một tí cũng được. Pháo hai cắt nhanh nhiều. Xong ngay. Thế các quê muốn ca cống cái gì nào? biết chắc là kiên voi sẽ đòi nấu cơm nên thìn đen trận trước. Làm nồi cháo đi cho nhẹ bụng. Có mấy hộp thịt gà Mỹ đấy. Cứ ninh cháo lên cho như rồi nghiền thịt gà ra bỏ vào là xong. Kiên có vẻ không hài lòng lắm nhưng im lặng. Trong những cuộc hành quân thế này, lái xe là nhân vật quan trọng nhất và về chuyện ăn uống, ngủ nghỉ thì ý kiến của bọn hắn thường là quyết định cuối cùng. Kế đó cũng phải lẽ thôi vì khi hành quân và cơ động thì bọn hắn là vất vả nhất. Khi xe chạy, các thành viên khác còn được nghỉ ngơi, ngồi trên tháp pháo thành thơi ngắm cảnh buồn ngủ thì chui vào trong xe hoặc lăn ra trên đống bạt đánh một giấc trong khi đó bọn hắn thì đầu tắt mặt tối lúc nào cũng phải căng mắt ra nhìn đường hai tay hai chân phải hoạt động liên tục đêm nào thông đồng bén giọt còn đỡ chứ nếu gặp hỏng hóc hoặc sa lầy đứt xích thì còn khốn nạn hơn vì vậy thường là anh em đều có ưu tiên đôi khi phải nói là chiều chuộng ấy chứ mà cái tay thìn đen này lại còn nổi tiếng hay dỗi động cái gì không vừa ý hắn một cái là làm mặt bất cần liền vì vậy kiên ta đành tặc lưỡi cháo cũng tốt còn hơn là không có gì cho vào bụng nghĩ vậy kiên bảo thôi cháo cũng được nhưng nấu nhiều nhiều vào đấy hôm nay xe ta có khách mà ý kiên muốn nhắc đến mấy chiến sĩ bộ binh cùng đi một chiến sĩ bộ binh chép miệng các anh sướng thật đấy đánh nhau thế này mà còn có cháo gà để ăn trả bù cho chúng em cả ngày hôm qua có mỗi vắt cơm đói gần chết. Kiên ngơ ngác. Chết thật, sao không bảo từ lúc lên xe? Hay là lấy mấy bánh lương khô ăn tạm đã, tí nữa húp cháo sau. Cậu ta moi từ trong vành tháp pháo ra mấy bánh lương khô rúi vào tay đám bộ binh rồi thủ thì. Cũng từ hôm xuống đồng bằng này mới dùng rình thôi, quê ạ. À? Cát đã nhảy xuống xe. Lê lúi húi cởi bao dụng cụ cấp dưỡng và sách bi đông nước xuống. Chỉ một loáng sau, Cát đã phát hiện ra cái cống vòm ngay gần đấy. Cậu ta chui vào, chỉ một loáng sau đã nổi lửa xong và đặt nổi lên bếp. Trong lòng cống vòm cái bếp kín như bưng, không lọt tí ánh lửa nào ra ngoài. Đối với Cát, công việc này đã quá quen thuộc vì từ ngày vào chiến trường đến giờ cậu ta chuyên trị làm pháo 2. Trước đây, hồi ở đại đội 4 cậu là pháo 2 và bây giờ chuyển sang đại đội 3 cũng vậy cho nên chuyên môn bếp núc chỉ là chuyện nhỏ với Cát. Về mặt lý thuyết, để chống lộ khói lửa khi nấu ăn, bộ đội ta phải đào bếp hoàng cầm. Tuy nhiên, khi hành quân, lính xe tăng nấu ăn theo xe và nhiệm vụ nấu ăn thường do pháo hai phải đảm nhiệm. Lúc đầu, các cậu cũng hí hoáy đào bếp hoàng cầm đúng như sách dạy nhưng sau thấy cách rách quá, có hôm loay hoay suốt buổi sáng mà đến trưa vẫn không có cơm ăn. Mà mỗi xe chỉ có 4 đến 5 người, có mỗi cái song năm nên đào bếp cũng khó. Thế rồi, cái khó lo cái khôn. Dần dần các cậu cũng tìm ra cách hạn chế khói lửa mà không cần đào bếp hoàng cầm nữa. Chống khói thì dễ thôi, chỉ cần củi thật khô, thật nỏ là được và thế là cứ nấu nướng xong các cậu lại chẻ một bó củi hong bên bếp cho khô lúc xe chạy thì để nó ngay cạnh cửa xả thế là củi cứ khô như đóm hút thuốc lào nhóm lên cháy phừng phừng không một sợi khói còn che lửa cũng chẳng khó lắm chui vào cống hoặc cái hang hốc nào đó hoặc chỉ cần vài cành cây rậm lá cái bao tải hay tấm bạt truyền động tùm hụp lên sẽ kín ngay bây giờ cũng vậy dưới lòng cống vòm ngọn lửa đã bập bùng và cái son năm đầy nước đã thấy tiếng reo không biết bọn máy bay đã đánh hơi được gì mà chúng bám dai rằng thế. Dưới ánh sáng của bốn quả pháo sáng, cả một vùng sáng trưng như ban ngày. Thế rồi hết chiếc này đến chiếc khác lao xuống cắt bom. Những chớp lửa cứ thay nhau nháng lên dọc hai bên con đường quốc lộ số 1. Có điều hơi lạ, bọn chúng chỉ tập trung đánh vào phía sau của tiểu đoàn xe tăng 4. Không biết vì lý do gì. Có lẽ bởi đội hình toàn tiểu đoàn đang nấp trong cái bóng cao ngất của núi Chúa Trăng nên chúng không quan sát thấy hoặc giả chúng không ngờ một tiểu đoàn xe tăng thiết giáp lại tiếp cận tiền duyên phòng ngự của chúng ở một khoảng cách gần đến như vậy những tiếng nổ nối nhau từ phía bắc vọng về làm mấy chiến sĩ bộ binh cứ thắc thỏm không biết đồng đội mình ở phía sau có bị làm sao không bất chấp lũ máy bay vẫn nhao lên lượn xuống đầy đe dọa bất chấp mấy cái đèn rủ lơ lửng trên cao tỏa ra cái thứ ánh sáng nhợt nhạt đến vô duyên bất chấp những tiếng nổ thỉnh thoảng lại dội về từ phía sau đội hình không chỉ riêng xe 761 mà tất cả các xe của đại đội 3 bây giờ đều đã nổi lửa cả cóng. Có vẻ như đối với họ chuyện này đã quá bình thường. Mà thế cũng phải thôi. Từ hồi còn thằng thầy của chúng ở đây, máy bay đông như ruồi, đủ cả từ các loại F đến AC-130, B-52. Mà họ vẫn đưa được những chiếc xe tăng nặng nề này vượt trường sơn vào đến A lưới cơ mà. Tất nhiên. Cũng vẫn phải luôn cảnh giác với chúng nên xe nào cũng có một chiến sĩ đang ôm khẩu 12 ly 7 đã lên đạn chỉ cần chúng nhau xuống đúng đội hình là sẽ nổ súng ngay. Cánh bộ binh dường như đã quá mệt mỏi nên đã tản ra xung quanh kiếm chỗ ngả lưng. Có cậu chui ngay vào gầm xe, một lát sau đã thấy vọng ra tiếng ngáy đều đều. Mặc cho cánh pháo thủ ôm 12 ly 7 trực bắn máy bay. Hội pháo hai tất tả chạy ngược chạy xuôi lo việc bếp núc, cánh lái xe vẫn đang tụ tập bù khú ở xe 760 gần cuối đội hình. Dường như đó là một đặc quyền đương nhiên của họ góp mặt bù khú hôm nay còn có Nguyễn Cao Tần biệt danh Tần Chuyết vì cái miệng rộng loe, lại hay nói, vốn là cựu lái xe của đại đội ba nay lên làm trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn và Nguyễn Văn Tuyên. Nguyên lái xe 724 mới chuyển sang đại đội 8 khi xe bị bỏ lại Đà Nẵng. Vừa đến nơi, Tuyên đã móc ra bao du bi quân tiếp vụ thảy vào giữa đám đông, giọng đầy hào phóng. Mời các anh và các quê hút thuốc. Ra giọng đàn anh, thìn đen lẻ nhẹ. Chú em Tuyên chơi được đấy. Thế nào, về C8 có dễ chịu không? Tuyên cười hình hích. Cũng còn lạ nhưng thích lắm. Ở bên này chỉ là đàn em nhưng về bên đó em lại được chúng nó tôn làm đại ca đấy. Cả bọn cùng phá lên cười vì cái sự thật thà của Tuyên. Ở đại đội 3 này, từ khi đi vào chiến trường thì ngoài mấy cán bộ đại đội, trung đội ra cũng chỉ gồm 3 đợt nhập ngũ. Nhập ngũ sớm nhất là hội sinh viên các trường đại học, trung cấp như Nguyễn Quang Hòa, Trần Quốc Quang, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Danh Vĩnh số này đến giờ hầu hết đã chuyển đi hoặc trưởng thành lên cán bộ các cấp. Tiếp đến là đợt tháng 5 năm 71. Số này chủ yếu quê Thái Bình và Vĩnh Phú, lúc rời miền Bắc thường là pháo thủ và lái chính. Còn muộn nhất thì là cánh hải hưng tháng 12 năm 71. Lúc về đại đội để đi chiến trường thì chủ yếu là pháo hai và lái phụ. Riêng cánh lái xe chỉ có hai đợt. Đợt đầu là hội lính Kim Anh, đa phúc nhập ngũ tháng 5 năm 71. Trong số này, có người đã trở thành đại đội phó kỹ thuật như Đỗ Xuân Bốn, có người trở thành trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn như Nguyễn Cao Tần, có người được bổ nhiệm trung đội trưởng sửa chữa như Nguyễn Văn Kính, kỹ thuật viên như Nguyễn Văn Thành. Riêng thìn đen và cầu sặt thì vẫn là lái xe. Thìn vì da đen nên gọi là thìn đen thì rõ rồi. Còn cầu tại sao lại là cầu sặt thì chắc chỉ bọn cùng quê mới biết. Còn mọi người cứ thế gọi mái thành quen, cũng chẳng ai truy nguyên làm gì nữa. Đợt thứ hai là hội lính Hải Hưng nhập ngũ tháng 12 năm 71 gồm có Nguyễn Khắc Nguyệt, Trần Huy Đức, Hoàng Văn Phan, Nguyễn Văn Tuyên. Lúc đầu được điều về làm lái phụ, Nguyệt thì đã chuyển sang đại đội 4, số còn lại bây giờ thì đều đã trở thành lái chính cả. Chỉ lọt vào đó mỗi phạm văn huấn, người Thái Bình là cháu ruột của chính trị viên đính mới chuyển về. Trong số này, Thìn có vẻ già dặn hơn nên vẫn ra mặt đàn anh song chẳng ai thèm chấp. Thấy mọi người xúm đến, cầu sặt hồ hởi. Mời các quê lên hết cả đây. Cậu ta đặt cái bật lửa Zippo sáng loáng xuống cạnh bao thuốc của Tuyên rồi sời lời. Các quê dùng tạm. Muốn uống trà thì phải đợi nước sôi đã. Cà phê thì hết mất rồi. Lúc nào nước sôi thì gọi, cải nhé. Pháo hai cải đang hí húi nhóm lửa ngầm lên, vui vẻ. Các anh đợi tí. Phút mốt có nước sôi ngay. Thìn bóc bao thuốc chia ra mời. Mỗi tên rút một điếu cắm ngay vào miệng. Riêng huấn vâu thì xua tay. Không, ngừng đâu, đưa tới cái điếu cày, huấn dân Thái Thụy, Thái Bình, nghiện thuốc lào hạng nặng. Pháo thủ ngừng nhảy vào trong xe. Cậu ta đưa cái điếu cày cho huấn rồi lò mò lục trong ba lô lấy gói kẹo cuối cùng đem ra đãi các đàn anh. Lúc đó, Tuyên mới lên tiếng. Có cà phê đây. Biết các anh thế nào cũng thức nên em còn một ít cũng vét nốt mang lên. Tính Tuyên là thế, dễ dãi và hào phóng, thuộc loại ruột đều ngoài già. Ngồi dựa lưng vào tháp pháo, hít một hơi thuốc dài, cầu sặt thở dài ra giọng thiểu não. Thằng cha tuyên này tốt tính, rộng rãi ra phết thế mà sao số nó lại đen thế nhỉ? Ngồi bên cạnh, Phan vội giật áo cầu. Kể ra, cầu nói không sai. Hoàn cảnh nhà tuyên hơi đặc biệt. Bố tuyên làm đội trưởng kiêm thuyết minh của đội chiếu bóng lưu động huyện. Quanh năm đi chiếu phim hết nơi này đến nơi khác, đến đâu cũng được chiều chuộng. Ông sinh hư bỏ lường mẹ con tuyên ở quê. Thành ra, tuyên phải lúc ở nhà với mẹ, lúc lại lang thang theo bố trên các nẻo đường có lẽ sự tạm bợ đó đã hằn vào tuyên làm tuyên trở nên đơn giản dễ dãi đại khái ngủ đâu là nhà ngã đâu là giường bù lại tuyên được xem phim liên tục cậu không chỉ nhớ chuyện phim mà còn thuộc lòng lời thoại của nhiều bộ phim lúc cao hứng cậu có thể tuôn ra tràng giang đại hải những đoạn đối thoại dài rằng giặc trong một bộ phim nào đó trong các bộ phim đã được xem thì tuyên thích nhất bộ phim chiến công pha khắt bộ phim kể về tinh thần chiến đấu dũng cảm của những người lính xe tăng xô, viết, ngay cả khi đã bị quân địch bắt, chiến sĩ pha khắt vẫn tìm cách để tiêu diệt quân thủ. Vì vậy, khi biết có đợt tuyển quân vào xe tăng, Tuyên tìm mọi cách để được đi. Tuyên đi bộ đội rồi, gia cảnh càng khó khăn hơn. Trông vào đồng ruộng không đủ sống, mẹ Tuyên phải đi làm thêm nhiều việc để nuôi mấy đứa con còn nhỏ dại. Một lần, đi chở than gặp trời mưa, đường trơn, dốc cao, sức yếu, chiếc xe than bị trôi để chết con em gái Tuyên giữa tuổi 13. Hôm nhận được tin dữ, Tuyên khóc như mưa như gió. Chừng như cũng thấy mình vô ý, cầu cao giọng. Thì các cậu thấy đấy, cái xe nào cứ rơi vào tay hắn là y như rằng có chuyện. Hết cái 700, bây giờ đến cái 724 này. Ý cầu muốn nhắc đến chuyện Tuyên trước đây lái phụ xe 700 đã bị bỏ lại dọc đường hành quân do hỏng hóc không khắc phục được. Còn cái 724 thì vừa đánh xong Đà Nẵng, chẳng hiểu sao không quay được tháp pháo nữa. Cán bộ kỹ thuật các cấp súng vào kiểm tra thì phát hiện ra tháp pháo đã bị sẻ xuống sát vào thân xe. Thế là đành phải làm thịt lấy ít khí tài rồi bỏ lại ở Đà Nẵng. Chẳng để tâm đến câu nói lỡ mồm của cậu, Tuyên vừa lúi húi dồn bột cà phê vào cái tất, vừa cười. Hê, hê, chẳng biết tôi đen hay đỏ nhưng ba năm chiến trường rồi mà vẫn không xuất một tí ra nào đây này. Cái này thì Tuyên nói đúng, Kể từ ngày bắt đầu vào chiến trường đến nay đã hơn 3 năm, ở cái đại đội ba này hầu như anh nào cũng dính một vài vết thương. Không mảnh bom, mảnh đạn thì mìn vướng, bom bi, thậm chí là cửa xe đập dập ngón tay hay ngã từ trên xe xuống bâu đầu, sứt chán. Thế mà tuyên thì tịnh không sao cả. Có tiếng cải từ dưới vọng lên, nước sôi rồi đây. Tuyên mở bi đông xe định bỏ túi cà phê vào thì phan rằng lại. Cậu ta đưa lên xăm soi rồi kêu lên bằng cái giọng the thế như con gái, nó cho anh em mình uống cà phê tất các quê ạ à, phan người kim động vẫn nổi tiếng toàn tiểu đoàn về tính cẩn thận và chặt chẽ tuyên lại hình hạch cười quê buồn cười thật không có phim mới phải làm thế này chứ cứ yên tâm đi tất này tớ đã giặt kỹ rồi thìn đen giật lấy cái tất đưa lên mũi người rồi phán không sao đâu cứ pha đi uống được đấy một lát sau đi đông cà phê đã được rót ra bát tỏa một thứ mùi thơm dễ chịu thực ra đối với lính đại đội ba này thì trừ lái xe đức là dân thị trấn đã biết đến vị cà phê còn lại chỉ từ ngày xuống đồng bằng mới biết đến cái thứ thức uống này cũng chẳng biết nó ngon lành ở đâu xong cứ cho nhiều đường vào khuấy lên uống cũng thấy khoai khoái lúc đó lại có điếu thuốc ngon nữa thì nhất trần đời theo cách nói của tần trát lúc này cậu ta cũng đang hít hà người mùi thơm của bát cà phê rồi lại buông một câu lửng lơ này cậu nói thế không đúng có khi không phải số thằng tuyên đen mà là số cái 724 nó đen cũng nên, các quê nhỉ. Chuyện này thì cậu ta có phần đúng. Trong 8 chiếc xe từ Bắc vào, trừ hai chiếc 700 và 762 đã phải bỏ lại dọc đường hành quân thì cái 724 này là chuân chuyên nhất. Sau hôm lái xe cửu hy sinh vì AC-130 đánh, cái xe này còn vô khối đận long đong. Hết bị gốc cây đâm vào cửa phản lực, kéo mãi mới ra đến bị rễ, nghiêng phải đến 45 độ, lái xe Phan bồi hồi. Có khi thế thật. Hôm ở cây số 65, nó bị rẻ. Em nhìn mà phát khiếp. Em nghĩ chỉ cần đẩy nhẹ thêm một phát là nó lăn luôn. Mà vực ở chỗ đó thì lăn không biết bao nhiêu vòng mới đến đáy. Im lặng từ nãy, bây giờ Đức mới phụ hỏa. Cái hôm ở ngã 371 cũng kinh. Chẳng biết nó làm sao mà một bánh chịu nặng nằm ngang ra, lồng vào chục cân bằng được mới lại chứ. Lại còn chuyện lúc lùi vào đó chẳng sao, đến khi xuống sửa chữa thằng Nguyệt mới bị mìn nổ. Lạ thật đấy, mà thằng ấy cũng cao số. Lúc khênh nó vào viện ai cũng tưởng đi tòng đôi mắt. Thế mà sau lại không sao cả. Thìn đen chợt nhồm dậy như phát hiện ra một điều gì rất mới. Ừ nhỉ, cả hội lái xe mình từ ngày vào đây chỉ có một chết, một bị thương thì đều rơi vào xe 724. Các quê ạ. À. Tần chuất vinh mặt tổng kết. Các cậu thấy chưa? Xe nó cũng như người, cũng có số cả đấy. Cậu Tuyên cẩn thận nhé. Cậu ta vỗ vai Tuyên, hạ giọng. Còn bây giờ có cái gì bỏ hết ra đây liên hoan đi không mai có bị làm sao lại phí cả đi. Cả bọn cười phá lên hưởng ứng. Vừa nghiêng bi đông rót thêm cà phê ra các bát, Tuyên vừa hành hạch. Hê, hê, sợ đếch gì. Có khi bao nhiêu đen đuổi các ông ấy gánh hết rồi. Bây giờ đến lượt tôi lại đỏ ấy chứ. Gì thì không biết chứ biết chắc ngày mai xe tôi được đi mãi sau kế đã câu nói thật thà của tuyên làm cho không khí như lắng lại tất cả cùng im lặng hướng về phía nam đang ầm ỉ tiếng súng và tiếng gào thét của lũ máy bay quả thật chẳng ai có thể nói trước được điều gì sẽ chờ đón họ phía trước chỉ biết chắc chắn rằng trận đánh ngày mai sẽ vô cùng ác liệt cả hội im lặng ngồi hút thuốc cho đến lúc các cán bộ đi nhận nhiệm vụ xong gọi về hội ý nhận nhiệm vụ về cũng vừa lúc cháo đã chín sau bắt cháo gà ấm bụng hải tổ chức phổ biến nhiệm vụ cho xe mình xong xuôi anh tuyên bố. Đêm nay, nhàn với sáng thay nhau gác từ giờ đến sáng, còn lại tranh thủ ngủ đi. Ngày mai là mệt đấy. Nói rồi, anh chui vào trong xe và ngả lưng luôn trong bùng chiến đấu cạnh pháo thủ hải phở. Biết rằng ngày mai sẽ là một ngày căng thẳng và mệt mỏi, Phan cũng muốn ngủ nhưng không thể nào nhắm mắt được. Trong bùng chiến đấu, hải phở đã ngáy pho pho, thỉnh thoảng lại chép miệng như vừa được chén món gì đó ngon lành lắm. Bên buồng pháo hai, trưởng xe hải và sáng cũng đã thở đều đều trên đỉnh tháp pháo, nhàn ngồi im phăng phắc bên cạnh khẩu 12 ly 7 như một pho tượng. Cánh bộ binh thì ngả ngốn bên mấy bao gạo cũng đã ngủ say. Nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế lái xe khá êm ái nhưng hai mắt phan cứ trong trong. Theo như nhiệm vụ mà trưởng xe hải vừa phổ biến thì ngày mai xe 764 của cậu sẽ đi đầu đội hình. Từ xưa các cụ nhà ta đã có câu, ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau là muốn nhắn gửi đến lũ hậu sinh khi gặp chỗ khó khăn thì chớ có dại ruột mà xông lên trước. Ấy thế mà mình thì đâu có được lựa chọn, biết là khó khăn, ác liệt, thậm chí là hy sinh mà vẫn phải lao vào. Và quả thật, dẫn đầu đội hình như thế nào thì Phan cũng đã có dịp trải nghiệm, đó là hôm đánh đèo Hải Vân. Dường như tất cả hỏa lực của đối phương cứ nhằm hết vào xe đi đầu mà chút thì phải. Cũng may, trong trận đó, nhờ có ưu thế hơn hẳn của 6 khẩu pháo 85 ly nên ngay từ khoảng cách hàng nghìn mét đại đội 3 của cậu đã tiêu diệt được những hòa điểm quan trọng của địch nên khi đến gần thì hỏa lực còn lại chủ yếu là vũ khí bộ binh. Tuy nhiên, khi lên đến đỉnh đèo thì hầu hết số bộ binh ngồi sau xe đều đã bị thương vong. Còn Phan cũng không khỏi giật mình khi nhìn thấy tấm vải bạt ngăn nước ở cổ pháo tướp ra như sơ mướp. Điều đó chứng tỏ đã có hàng trăm viên đạn trúng vào đó chứ không ít. Thế mà trong hàng trăm viên đạn đó lại không có phát đạn chống tăng nào mới may chứ. Tuy nhiên, trận này sẽ khác. Ai cũng biết, nếu mất phan giang này thì phần đất còn lại của chúng chắc cũng không thể giữ được. Chó cùng rất dậu, ai mà biết được chúng sẽ dở những trò gì nữa ra đây. Ngẫm nghĩ một lúc, Phan nhẹ nhàng mở ba lô ra lấy bộ quần áo tô châu gần như mới tinh ra thay cho bộ quần áo công tác lấm lem cậu đang mặc trên người. Có chết cũng phải chết cho đàng hoàng, Phan nghĩ bụng. Bức thư của Hà cũng được Phan lấy ra từ túi áo công tác đưa sang túi chiếc áo mới. Hà ơi, mong rằng lá thư này của bạn sẽ là lá bùa hộ mệnh cho tớ là con một cán bộ huyện đội ngày nhỏ phan thường được bố cho lên đơn vị chơi suốt mấy tháng hè hình như cuộc sống tập thể bộ đội đã có ảnh hưởng nhất định đến tính cách của phan thì phải cần cù chịu khó chấp hành tuyệt đối mọi mệnh lệnh chỉ thị của cấp trên nên tuần nào tháng nào hầu như phan đều được biểu dương còn trong sinh hoạt cậu sống chìn chu ngăn nắp và có phần quá kỹ tính ai đời ở giữa chiến trường toàn lính tráng với nhau có ai ngắm đâu mà lúc nào cũng thấy cậu ăn mặc nghiêm chỉnh, đầu tóc chảy chút cẩn thận. Ngủ hầm đấy nhưng trước khi đi ngủ cậu vẫn cẩn thận gấp bộ quần áo đang mặc đem gối dưới đầu. Cũng nghiện thuốc lào đấy nhưng khi hút bao giờ Phan cũng chui ra khỏi hầm. Không chỉ thế, Phan còn bắt tất cả mọi người phải chấp hành quy định ấy. Ai mà chót xì cái bã thuốc ra hầm thì cậu ta vác ngay cái sẻng con da nạo bằng hết mới thôi. Còn trong cái hộp đựng bót, díp đánh răng gò bằng đuia da của Phan lúc nào cũng có cái lược và mảnh gương bé tí xíu. Mấy tên xuề xòa trong trung đội lúc đầu cũng thấy khó chịu nhưng rồi mãi cũng quen đi. Và lại, cậu sống như thế cũng chẳng ảnh hưởng đến ai nên mọi người cũng mặc kệ. Chỉ thỉnh thoảng đem cậu ra kể chuyện tiếu lâm để cười với nhau thôi. Những lúc ấy, Phan cũng cười theo như là chuyện của một ai đó chứ không phải mình là nhân vật chính. Những năm học cấp 3, nguyện vọng cháy bỏng của Phan là được vào đại học y khoa. Quả thật, với vóc người có phần nhỏ bé, với cái tính cẩn thận, kỹ lưỡng cố hữu của cậu thì đó có thể là một lựa chọn khá chính xác. Ngoài ra, cậu muốn vào đó để được cùng học với Hà, người bạn gái thân thiết suốt 10 năm phổ thông của cậu. Tuy nhiên, cuộc chiến ngày càng ác liệt đã bất cậu khỏi mái trường. Gác việc học tập sang một bên nhưng cậu tự hứa với lòng mình là đến ngày hòa bình, thống nhất sẽ thực hiện bằng được ước mơ. Thay xong bộ quần áo mới vào người, Phan thấy dễ chịu hẳn. Cậu tặc lưỡi, sống chết có số, đi đầu hay đi cuối cũng thế thôi. Bom đạn nó tránh mình chứ mình có tránh được nó đâu. Nghĩ vậy rồi, Phan thanh thản chìm vào giấc ngủ. Giao nhiệm vụ chiến đấu cho các thành viên xong. Chính trị viên phó Nguyễn Thanh Xuân khoát tay. Thôi, bây giờ các cậu đi ngủ đi, để tớ gác cho. Lái xe huấn vâu nhanh nhỏ. Sao lại thế được? Ai đời để thủ trưởng gác, còn lính lại đi ngủ. Pháo thủ cam cũng đồng tình. Anh mệt rồi, để bọn em gác cho. Pháo hai di thì cộc lốc không thể thế được Xuân vẫn ôn tồn không bàn cãi nữa tớ thức đêm quen rồi các cậu cứ ngủ đi lúc nào buồn ngủ tớ gọi tài thức đêm của Xuân thì lính tráng đại đội này đều biết cả rồi hồi trên hậu cứ nhiều hôm một hai giờ sáng chợt thức giấc họ vẫn thấy anh đang mải miết ghi chép gì đó bên ngọn đèn dầu tù mù còn hành quân ư lúc nào anh cũng đứng sừng sững như một pho tượng trên cửa trường xe khi xe dừng rồi còn cắt đặt việc ngụy trang xóa vết xích kiểm tra canh gác đâu vào đấy mới đi nghỉ vì vậy họ cũng thôi không nói gì nữa mà kéo nhau đi nằm đợi cho các chiến sĩ trong xe đã ngủ yên xuân mới khé khàng mở cái túi mặt nạ lôi ra cuốn sổ tay ngồi trên ghế trường xe hai chân đặt lên ghế pháo thủ xuân ngồi lặng phắc nhìn không chớp mắt vào cuốn nhật ký đặt trên đùi được chiếu sáng bằng chiếc đèn pin đã bọc khăn mùi xòa thói quen ghi nhật ký xuân đã có từ ngày còn đi học phổ thông từ ngày đi bộ đội nhất là từ khi vào chiến trường Xuân càng chịu khó ghi chép đầy đủ và tỉ mỉ hơn. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì cao xa song anh biết đó sẽ là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình và cần thiết phải ghi chép lại. Ít nhất, qua đây các con anh nếu có sẽ được biết cha nó cùng đồng đội của mình đã sống và chiến đấu như thế nào. Với cái thứ chữ nhỏ li ti như con kiến mà anh đã ghi sang cuốn này là cuốn thứ tư. Nhiều lúc Xuân lẩn thần nghĩ, nếu mình là lính bộ binh, tất cả trên đôi vai thì không hiểu anh sẽ xử lý như thế nào với mấy cuốn sổ này. Ngồi lặng thêm mấy phút, Xuân bắt đầu nắn nót viết. Ngày 16 tháng 4 năm 1975, chỉ còn vài giờ nữa thôi, mình sẽ cùng anh em trong đại đội bước vào một trận đánh vô cùng ác liệt. Mình biết chắc chắn như vậy vì đây đã là Phan Giang, tuyến phòng thủ vành ngoài hồng giữ lại phần đất còn lại của quân ngụy sau khi đã mất toàn bộ quân khu 1 và phần lớn quân khu 2. Chả thế nó đã được mệnh danh là lá chắn thép bảo vệ Sài Gòn. Lúc tối, đi nhận nhiệm vụ, được tiểu đoàn trưởng bằng cho biết, lực lượng địch ở đây còn rất mạnh, để xây dựng tuyến phòng thủ này, chúng đã huy động ra đây một sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn dù, hai liên đoàn biệt động quân cùng với địa phương quân nữa. Còn một lực lượng nữa không thể không kể đến là một sư đoàn không quân còn nguyên vẹn. Mà cái bọn này thì không thể coi thường chúng được. Từ khi vào chiến trường, đại đội mình đã bao nhiêu lần bị bọn chúng làm cho lên bờ xuống ruộng rồi. Tất nhiên, so với hồi 72, chúng không còn mạnh bằng nhưng cũng rất nguy hiểm. Đấy Chúng lại vừa bắn thêm một quả pháo sáng và đang ném bom ở phía sau đội hình đơn vị mình. Không biết các đơn vị ở đằng ấy có thiệt hại gì không. Về phía bọn mình cũng đã có biện pháp, ban chỉ huy đã quyết định biên chế thêm lên mỗi xe một pháo hai dự bị chuyên trách bắn máy bay. Khẩu này tuy tầm bắn hơi thấp nhưng để tự bảo vệ mình thì cũng tốt, chỉ tội bọn pháo hai cứ phải nhô đầu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Theo mình biết, từ đây đến Sài Gòn chỉ còn chừng hơn 300 km. Lô mét đích đến của ngày chiến thắng không còn bao xa nữa nhưng như bác hồ đã nói càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan phòng tuyến phan giang đây chính là một thử thách lớn đối với mình và đơn vị của mình ai mà biết được sau trận đánh hôm nay những đồng đội thân yêu của mình ai còn và ai mất ôi những đồng đội thân yêu đã gắn bó với mình suốt những tháng năm gian khổ ác liệt vừa qua vào giờ phút này mình bỗng thấy yêu mến họ quá nhưng không nói ra thành lời được tất cả đều trẻ trung hồn nhiên và tốt đẹp đến vô cùng. Nhiều lúc mình tự hỏi, có ở đâu người ta sống tốt với nhau như ở giữa chiến trường thế này không nhỉ? Chắc là hiếm lắm. Mình cũng đã từng nhiều lần chăn trở đi tìm cách lý giải cho điều đó. Có lẽ, chỉ có ở chiến trường, khi đứng trước cái sống và cái chết, những phẩm chất của con người mới được bộc lộ một cách đầy đủ. Và khi mà người ta phải chia sẻ với nhau cả cái sống và cái chết thì mọi thứ khác đều trở nên nhỏ bé và vô nghĩa. Không biết có đúng là thế không nhưng với những gì mình đã cảm nhận thì đúng là như thế. Tất nhiên, không ai là mười phân vẹn mười được nhưng tất cả họ đều đáng quý vô cùng. Như ở cái kiếp xe nhỏ bé của mình đây thôi, thằng Cam đấy, tuy cuộc sống hàng ngày có hơi lèm bèm như gì ghẻ nhưng lại tốt tính vô cùng. Thằng Huấn thì hồi ở C4 có tính tắt mắt nhưng từ ngày về đây hình như đã tiến bộ hẳn lên. Thằng Di thì lốp bốp, ruột đều ngoài ra nhưng đã giao cho nó làm gì thì hoàn toàn tin tưởng được. Lại còn thằng Nịt nữa, Vừa mới rời ghế nhà trường bổ sung vào chiến trường thì đã phải đi chiến đấu ngay. Thế mà chỉ qua một trận đã chứng chạc như người lớn. Bây giờ, tất cả chúng nó đang ngủ ngon lành, hồn nhiên và vô tư như không hề biết đến trận đánh vô cùng ác liệt, đến cái chết đang rình rập mình ở phía trước. Còn mình nữa, không biết mình có còn sống qua trận này để đi đến cuối chặng đường, đến ngày chiến thắng hay không. Nhưng dẫu có chết, mình vẫn có quyền tự hào là đã sống xứng đáng đã cống hiến tất cả sức lực và trí tuệ cho cuộc kháng chiến vĩ đại này của dân tộc. Chỉ thương bố mẹ, các em và lờ. Chắc mọi người sẽ đau khổ nhưng mình tin rằng niềm vui chiến thắng cùng với thời gian sẽ làm lành lại mọi vết thương. Một tiếng rít ghê giận cất lên. Ngay sau đó một quả pháo sáng nữa lại bừng sáng ngay trên đỉnh đầu. Xuân bỏ sổ sách vụt đứng lên quan sát. Trước máy bay vọt qua, một loạt ánh chớp bùng lên và vài giây sau hai tiếng nổ lớn rồi tới. Bọn chúng vẫn ngăn chặn ở phía sau. Có lẽ chúng không ngờ tới việc đội hình chiến đấu của tiểu đoàn Anh đã áp sát chúng đến như thế. Những làn gió mát lạnh từ phía biển thổi và mơn man trên da mặt làm Xuân thấy lòng mình thật thư thái. Cúi xuống cất cuốn sổ tay vào túi, Xuân trở sang cửa pháo hai ngồi im lặng bên khẩu 12 ly 7. Trên chiếc xe thiết giáp trinh sát số 046 đỗ ở đầu đội hình, trợ lý tham mưu Bùi Văn Định cũng đang thao thức. Mặc dù đã có 5 năm tuổi quân, đã từng trải qua những ngày tháng vô cùng ác liệt ở đường 12 đã từng trưởng thành từ trưởng xe lên trung đội trưởng và bây giờ là trợ lý tham mưu tiểu đoàn song chàng cựu sinh viên đại học lâm nghiệp này chưa? Bao giờ trải qua những cung bậc cảm xúc nhiều chiều như buổi tối hôm nay khi anh trực tiếp chi huy chiếc xe thiết giáp 046 làm nhiệm vụ trinh sát chiến đấu? Số là chiều nay, khi tiểu đoàn anh vừa mới dừng chân ở Ba Ngòi thì phó tư lệnh quân đoàn Hoàng Đan đột ngột xuất hiện. Vừa thấy mặt tiểu đoàn trưởng Phạm Ngọc Bảng ông nói ngay, các cậu khẩn trương chuẩn bị đi nhé. Có thể ngay ngày mai phải bước vào chiến đấu đấy vừa chân ướt chân giáo đến đây chưa nắm được tình hình gì mà thủ trưởng đã nói vậy nên bảng lo lắng sao gấp thế thủ trưởng hoàng đan gật đầu nhỏ nhẹ thì tình hình nó thế trên bộ tư lệnh chưa quyết phương án tác chiến nhưng tớ cứ dự báo thế để các cậu chuẩn bị đây chính là thời cơ thuận lợi nhất để công phá phan giang chậm ngày nào để nó thiết kế trận địa phòng ngự vững chắc thì húc vào không sứt đầu cũng mẻ chán vì vậy quân đoàn đã lệnh cho sư đoàn ba sao vàng đánh chiếm quận lỵ du long mở đường cho khối một của ta bước vào tác chiến hiện quân ta đã làm chủ du long và sư ba đã chuyển hướng lên phía tây để đánh sân bay thành sơn rồi tớ thì cho rằng rất có thể sẽ nổ súng vào sáng sớm mai nghe vậy bảng lo lắng ra mặt thế thì làm sao đánh nhau được thủ trưởng bọn tôi vừa mới đến đây đã biết địch nó ở đâu đâu phó tư lệnh hoàng đan cười thì các cậu cứ đánh như hôm đánh hải vân ấy hôm ấy cũng có biết địch nó bố trí thế nào đâu ngẫm nghĩ một lát ông nhỏ nhẹ tất nhiên trận này cũng có cái khác là địch chủ động thiết lập tuyến phòng ngự tại phan giang này để giữ phần đất còn lại nên trận địa phòng ngự của chúng có thể sẽ vững chắc hơn lực lượng cũng có thể đông hơn vì vậy ta có thể phải áp dụng thủ đoạn trinh sát chiến đấu bằng xe bọc thép vậy cậu đã nghe nói đến thủ đoạn này bao giờ chưa bảng nhăn nhó báo cáo thủ trưởng hồi đi tập huấn ở quảng trị chúng tôi cũng nghe giới thiệu sơ sơ về lý thuyết thôi chứ chưa bao giờ thực hành cả hoàng đan lại cười thế thì bây giờ thực hành đi cứ cho một cái thiết giáp đi trước chỗ nào nghi ngờ thì xả vào đó vài loạt đạn nếu có địch nó sẽ bộc lộ lực lượng và ta sẽ biết ngay mà bảng ngần ngừ như thế thì nguy hiểm quá phó tư lệnh quân đoàn gật đầu công nhận là thế tuy vậy các cậu cứ yên tâm tớ đã giao nhiệm vụ cho trinh sát bộ binh rồi họ đã cử các toán trinh sát thường xuyên bám địch nên sẽ cảnh báo kịp thời cho các cậu thôi cứ thế mà làm đi nhé và thế là định tự nhiên trở thành người chỉ huy chiếc thiết giáp trinh sát này Ngoài anh ra, trên xe chỉ có liêm trung đội trưởng công binh cùng đi với nhiệm vụ nắm tình hình đường xá, công sự, vật cản và bốn chiến sĩ của đại đội 8. Chiều muộn ngày hôm qua, sau khi được giao nhiệm vụ chính thức, tiểu đoàn trưởng bảng quyết định dồn đội hình lên phía trước để giảm khoảng cách cơ động khi đến giờ nổ súng và định chính thức thực thi nhiệm vụ trinh sát chiến đấu của mình. Thực tình, khi nhận nhiệm vụ định hết sức lo lắng vì hình thức trinh sát này quá mới mẻ với anh và nói thật là nó cũng hết sức nguy hiểm. Từ xưa đến nay, Nói đến trinh sát ai cũng biết là phải bí mật, lợi dụng đêm tối, địa hình địa vật, để bỏ vào cứ điểm địch. Đằng này lại là một chiếc xe thiết giáp to lù lù, chạy nhông nhông trên đường thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Lại chẳng biết địch ở đâu, lôi thôi chạy thẳng vào trận địa phòng ngự của chúng thì chỉ có mà toi. Lo thì lo nhưng đi vẫn cứ phải đi. Ngay sau khi có lệnh xuất kích, định chỉ huy cho xe 046 lên đường. Con đường quốc lộ số một rộng thênh vắng tanh, vắng ngắt, nhất là quang cảnh đổ nát hoang tàn ở quận lị Du Long tạo cho con người một cảm giác dần dần, nên định cho xe đi với tốc độ vừa phải và lệnh cho các chiến sĩ trên xe phải hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Bản thân anh cũng căng mắt quan sát mỗi lùm cây, mỗi mô đất, nhằm tránh mọi tình huống bất ngờ. Chiều xuống dần rồi sập tối nên khả năng quan sát càng lúc càng khó khăn hơn. Khi phát hiện ngôi làng nằm bên phải đường tuy im lìm xong lại có những ngọn khói đang bốc lên cao, định nghi trong đó có thể còn địch nên anh quyết định dừng xe lội bộ đến gần quan sát xem sao xe vừa dừng anh đã dõng dạc ra khẩu lệnh hai đồng chí theo tôi xuống xe các đồng chí còn lại sẵn sàng nổ súng yểm hộ thận trọng cơ động về phía trước được vài chục mét ba anh em giật thót người bởi ba họng súng đang chĩa thẳng vào ngực mình nhìn thấy ba vành mũ tai bèo định la lớn quân ta đây mà lúc đó ba chiến sĩ kia mới đứng dậy một người trong số họ lên tiếng từ lúc anh hạ lệnh hai đồng chí xuống xe chúng tôi đã biết các anh là quân ta rồi. Chiến sĩ mang khẩu B-41 thì xuất xoa, may quá, nếu các anh không dừng xe thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn cái bắp chuối đã lắp sẵn trên đầu súng, định gai người. Thì ra họ là lính trinh sát của sư đoàn 3 đang ở lại chờ quân ta vào để thông báo tình hình địch trước khi lật cánh lên phía Tây. Ngay lập tức, định phát tín hiệu cho tiểu đoàn dừng lại và đưa hai chiến sĩ trinh sát về gặp tiểu đoàn trưởng để báo cáo tình hình. Và sắp tới đây lại một lần nữa xe 046 của anh sẽ lại đi trước để nắm tình hình. Nhưng anh cảm thấy yên tâm hơn vì đã biết có một nhóm trinh sát của 325 đang ở phía trước. Chỉ lo anh em họ có sự cố gì thì rất nguy hiểm bởi đây đã gần địch quá rồi. Loanh quanh một lúc, đầu óc định lại nhớ về mái trường đại học lâm nghiệp. Giờ đây có lẽ bọn cùng khóa anh đã ra trường hết. Chúng nó đã trở thành những kỹ sư. Chẳng biết chúng có biết anh đang ở đây và đang chờ giờ nổ súng những kỷ niệm êm đềm về mái trường xưa như một liều thuốc ngủ dẫn định vào một giấc ngủ thật thanh thản. Sau khi giao nhiệm vụ cho các đơn vị xong, bảng rào bước đi một vòng từ đầu đến cuối đội hình để kiểm tra tình hình tiểu đoàn. Không có gì đặc biệt, tất cả các xe đều đã sẵn sàng. Bộ đội đang nghỉ ngơi chờ giờ xuất kích. Anh trở về xe chỉ huy. Lái xe cường đang nằm trên ghế lái xe thở đều đều. Chắc cậu ta đang ngủ ngon. Bảng nhẹ nhàng treo vào ghế trưởng xe rồi dở tấm bản đồ tác chiến ra nghiền ngẫm mặc dù nhiệm vụ đã giao rồi xong bảng vẫn muốn đào bới xem trong kế hoạch tác chiến của mình còn những kẽ hở, những chỗ bất hợp lý nào không. Kế hoạch là do con người lập ra trên cơ sở những dữ kiện mà người ta có. Kế hoạch càng tỉ mỉ, cáng sát thực tế thì càng khả thi, càng có khả năng thành hiện thực. Thế mà các dữ kiện anh có trong tay khi làm kế hoạch chiến đấu cho trận đánh này thì thật là sơ sài. Lực lượng địch là bao nhiêu? Phiên hiệu thế nào? Chúng bố trí ra sao? Hệ thống công sự, vật cản thế nào? Hỏa khí chống tăng chúng có nhiều không, bố trí ở đâu, anh đều không nắm được cụ thể. Trong khi đó, chiều sâu nhiệm vụ lên đến gần 70 km, lô, mét. Với xe tăng, thiết giáp thì quãng đường này phải cơ động mất gần một ngày, đằng này lại phải vừa đi vừa đánh địch thì quả thật hết sức khó khăn. Từ trong thâm tâm, bảng biết cái kế hoạch anh thảo ra và dựa vào đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị còn rất sơ lược. Tất nhiên thực tế chiến đấu ở chiến trường có mấy khi diễn ra theo đúng kế hoạch đâu ngay cả với những kế hoạch chi tiết nhất có muôn vàn sự kiện khách quan ngẫu nhiên tác động đến nó vấn đề bây giờ là phải trông cậy vào sự linh hoạt của chỉ huy các cấp mà thôi tuy nhiên nếu lường trước được những tình huống xảy ra để dự kiến cách xử trí thì khi nó đến người ta đỡ lúng túng hơn từ phía sau xe vẳng lại một điệu trèo bảng lắng tai nghe chắc là lâm tới dân kinh môn hải hưng bài hát nói về nỗi lòng người chiến sĩ nơi chiến trường gửi về quê hương, nơi có người vợ hiền yêu dấu đang chờ đợi. Bảng đang còn bâng khuâng không nhớ đó là điệu sa mạc hay sa lệch trên thì có một chiếc máy bay bay thật thấp vụt qua. Tiếng hát im bặt, thay vào đó là tiếng cầu ái, cũng lính thông tin. Nó đến đấy, che kín vào. Tiếng thà nhỏ nhẹ, cứ yên trí, thế này bố nó cũng chả nhìn thấy. Lại tiếng ái, hát nữa đi, quê, đang hay. Tiếng tới lầm bầm. Mẹ nó chứ? Hết cả hứng. Mà chè nấu xong chưa? Bảng cười thầm. Té ra mấy cậu này không ngủ mà đang ca cống gì đây? Nhóm chiến sĩ thông tin quê Hải Hưng này đã gắn bó với bảng từ ngày đi chiến trường nên anh hiểu rõ hoàn cảnh gia đình từng người. Cậu Thà, dân Trí Linh. Người cùng quê với cụ Nguyễn Trãi. Người thì nhỏ con con nhưng nhanh như sóc nên anh đã chọn làm công vụ từ hơn một năm nay. Cậu Ái, ngày nhập ngũ thì vợ đang chờ gần đến tháng đẻ. Khi vợ sinh con trai đầu lòng thì cũng là lúc phải vào chiến trường, bố con vẫn chưa biết mặt nhau. Cậu ta thấy bài hát này hay là đúng rồi vì lời ca tha thiết thế cơ mà. Mà cũng phải công nhận tới có giọng hát trèo khá hay, rất ngọt ngào, truyền cảm. Cậu này dân kinh môn, cũng là nơi nổi tiếng với chiếng trèo đông nên thuộc rất nhiều làn điệu trèo. Trong những lần liên hoan văn nghệ ở tiểu đoàn thì những tiết mục trèo do tới thể hiện cũng thường nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của anh em. Có lẽ vì thế, anh em trong đơn vị mới phong cho cậu ta cái biệt danh Lâm Tới theo tên của một nam diễn viên nổi tiếng. Chính tới cũng thích và tự hào với cái biệt danh này lắm. Một quả pháo sáng nổ bung trên bầu trời, Bảng ngước nhìn lên lo lắng, không biết lần này nó có chiếu cố đơn vị anh không. Từ tối đến giờ, bọn nó bay nhiều, ném bom cũng nhiều nhưng toàn ở Mạn Du Long, phía sau các anh. Chắc chúng không thể ngờ tới chuyện một tiểu đoàn xe tăng đang nằm ngay sát nách chúng và đang chờ tín hiệu để xông lên. Đúng vậy, một loạt tiếng nổ từ phía bắc lại vọng về. Bảng lại cúi xuống tấm bản đồ. Anh xăm soi nhìn vào chỗ đánh dấu sân bay Thành Sơn. Với cường độ hoạt động của máy bay như thế này, bảng đoán sân bay Thành Sơn vẫn hoạt động bình thường. Như vậy có nghĩa là sư đoàn 3 vẫn chưa hề áp sát và uy hiếp nó như dự định. Cũng phải thôi vì họ vừa mới bàn giao hướng Bắc này cho 325 để lật cánh về hướng Tây từ chiều hôm qua đây vẫn tiếp tục là một khó khăn đối với các anh và không loại trừ việc ngoài nhiệm vụ phải đánh chiếm ba mục tiêu như đã được giao. Các anh sẽ phải cơ động đánh chiếm cả sân bay. Ngần ngừ một chút, anh đánh một dấu hỏi to vào chỗ sân bay và xăm soi thật kỹ con đường từ thị xã lên sân bay. Cũng có thể coi đây là một tình huống có thể xảy ra, bà nghĩ bụng. Đúng lúc đó, công vụ thả đến bên cạnh cửa trường xe, cậu ta nhuyễn cười. Mời thủ trưởng xuống ăn chè, vòng sang bên kia thả lay lái xe cường dậy ăn bát chè cho khỏe, quê. Nghe nói đến ăn, bảng bỗng thấy bụng đói cồn cào. Lúc chập tối, ăn uống có ra gì đâu, anh tươi nét mặt. Chè hả? Tốt lắm, tớ đang đói đây. Mấy thầy trò ngồi xuống quanh nồi chè đỗ xanh đang bốc hơi nghi ngút. Húp một miếng chè, bảng lắc đầu. Chè gì mà nhạt thế? Thà thật thà. Em cho nhiều đường lắm rồi mà. Để em cho thêm cậu ta loay hoay định lấy thêm đường cho vào nồi trẻ. Bảng tỉnh bơ. Có cho bao nhiêu đường cũng thế thôi. Cả bọn còn đang ngơ ngác không biết thủ trưởng định nói gì thì bảng tiếp. Cậu thử lấy cái quần đùi của cậu ái cho vào xem có ngọt hơn không. Một trận cười nổ tung ra. Tiếng cười cứ lan xa mãi. Húp sạch bát trẻ. Bảng dục mấy chiến sĩ trẻ. Các cậu thu dọn cho nhanh rồi tranh thủ ngủ đi một lát. Ngày mai sẽ căng thẳng đấy. Dứt lời, bảng chui vào cửa trưởng xe và ngả lưng ghế ra. tuy nhiên vừa mới thiêu thiêu thì đã thấy công vụ thả lay nhẹ vào vai. anh nhổm dậy thò đầu ra khỏi cửa. dưới ánh sáng mờ mờ của những quả pháo sáng xa xa anh nhận ra bóng trưởng phòng tác chiến phùng minh đang đứng ngay cạnh xe. vừa nghĩ bụng có gì đột xuất mà vừa rời khỏi đây một lúc đã quay lại thế này bảng vừa nhúm mình nhảy xuống đất. anh chạy tới trước mặt vị trưởng phòng giọng đầy lo lắng chào thủ trưởng có việc gì nữa mà thủ trưởng phải xuống đây Phùng Minh lắc nhẹ đầu. "À, cũng có chút thay đổi trong kế hoạch." Bảng nôn nóng. "Thay đổi thế nào ạ?" À? Phùng Minh gật đầu. "Thế này nhé, để đảm bảo tính bất ngờ và đẩy nhanh tốc độ tiến công, bộ tư lệnh lệnh cho các cậu đẩy đội hình lên sát tuyến phòng thủ của địch, nhưng phải đảm bảo bí mật đấy." Thoáng trong đầu óc bảng một chút lo lắng. Theo như anh biết thì tuyến phòng thủ của địch chỉ cách đây 3 đến 4 km. Lô, mét, như thế cả về lý thuyết cũng như thực tiễn sử dụng xe tăng tiến công địch phòng ngự trong công sự thì đội hình tiểu đoàn Anh tạm dừng lại ở đây là vừa phải và hợp lý nhất. Với khoảng cách này, chỉ sau khi pháo hỏa bắt đầu bắn chuẩn bị chừng 15 đến 20 phút là các anh đã có mặt ở tiền duyên để sung phong đánh địch rồi. Thế mà bây giờ cấp trên lại ra lệnh phải đẩy đội hình lên thêm nữa thì cũng hơi gay go đây. Thực ra thì càng đến gần địch càng tốt xong cái khó nhất là phải giữ được bí mật. Ngần ngừa một chút. Bảng khách hàng. Báo cáo thủ trưởng. Tôi sự tiến lên gần nữa thì sẽ không bí mật được lực lượng. Phùng Minh lắc đầu. Không được. Các thủ trưởng muốn rằng khi pháo bắt đầu bắn chuẩn bị là các cậu cũng phải sung phong luôn không cho chúng kịp trở tay. Còn giữ bí mật thế nào thì các cậu phải biết cách chứ. Bảng vẫn lo lắng. Đêm hôm thế này, chẳng biết địch ở đâu. Nhớ chúng tôi đi thẳng vào trận địa của chúng thì sao? Phùng Minh hơi gắt. Cậu này nói năng lạ nhỉ? hiện tại đã có một tổ trinh sát của bộ binh bám địch ở trên đó, cậu biết rồi cơ mà. Thôi, không dài dòng nữa, triển khai cho anh em thực hiện đi. Biết là có nói nữa cũng chẳng ích gì, bảng đứng nghiêm lại. Vâng ạ, à, thủ trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ thực hiện ngay. Phùng Minh trở lại nhẹ nhàng. Thế nhé, còn bây giờ tôi phải về báo cáo với bộ tư lệnh đây. Dứt lời, ông quay phát người lại và dào bước về phía chiếc xe con đang đậu ở lề đường. Lúc này, tất cả các chiến sĩ trên xe chỉ huy đã thức dậy, bảng chỉ thả và hai chiến sĩ thông tin. Cậu thả lên báo cho anh Định và đại đội 3, hai cậu kia chạy xuống báo cho đại đội 8 và đại đội 9. Tất cả chuẩn bị hành quân, chú ý dùng chân dầu nhỏ và đèn ngụy trang, không sử dụng vô tuyến điện đảm bảo bí mật tuyệt đối. Đi ngay đi. Ba chiến sĩ chạy vụt đi, bảng trèo lên nóc xe ngóng nhìn đầy vẻ sốt ruột. Chỉ ít phút sau ba chiến sĩ đã quay về. Cùng lúc đó, tiếng động cơ cả từ hai phía rền rền vọng về hòa lẫn trong tiếng máy bay vẫn gầm rít trên đầu. Đợi cho mấy chiếc xe tăng của đại đội ba xuất phát anh mới dần giọng Cường, nổ máy, tiến. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi của chuỗi ngày dài hành quân nên vừa chập mắt định đã ngủ rất say. Vì vậy khi thấy ai đó vỗ mạnh vào vai anh phải mất mấy giây mới định thần được. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những quả pháo sáng phía xa anh nhận ra trước mặt mình là thà. Liên lạc của tiểu đoàn trưởng định giật giọng có chuyện gì thế? Tha thi thao vừa đủ nghe. Tiểu đoàn trưởng lệnh cho anh tiếp tục cơ động lên phía trước để bắt liên lạc với trinh sát bộ binh. Chú ý đi chân dầu nhỏ, dùng đèn hạn chế ánh sáng, không dùng vô tuyến điện để giữ bí mật. Khi nào gặp tổ trinh sát thì dừng lại và báo cáo về. Định thấy quá bất ngờ về cái lệnh này nên vặc lại. Lại đi à? Cách địch có mấy cây số thế này đi nữa nó mà phát hiện ra thì tôi có ngày. Tha lắc đầu. Em không biết, chỉ thấy một ông trên bộ tư lệnh xuống bảo đó là lệnh trên thôi. Anh đi ngay đi, em còn quay về báo cho đại đội ba. Chẳng đợi cho định trả lời, cậu ta nhảy phốc xuống rồi chạy ngược về sau nhanh như một con sóc. Chẳng biết làm gì hơn, định gọi toàn xe dậy rồi nói nhỏ đủ cho mọi người nghe. Tiểu đoàn vừa lệnh cho ta tiếp tục cơ động lên phía trước để bắt liên lạc với trinh sát bộ binh. Bây giờ tôi phân công thế này, lái xe đi chân dầu nhỏ, lợi dụng ánh sáng đèn dù để quan sát chỉ khi nào không nhìn thấy gì mới được bật đèn ngụy trang. Tôi và xạ thủ 12 ly 7 quan sát phía trước, đồng chí Liêm quan sát trên không, hai đồng chí này cảnh giới hai bên sườn, còn đồng chí quan sát phía sau. Khi thấy có hiện tượng gì bất thường phải báo cho tôi ngay. Tất cả vũ khí ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Các đồng chí nghe rõ chưa? Không thấy ai nói gì, định hất cầm về phía lái xe, nổ máy, tiến. Chiếc xe rung lên nhẹ nhẹ rồi chậm chậm tiến về phía trước ánh sáng từ các ngọn đèn dù do máy bay thả xuống phía sau tuy có xa xong cũng đủ để quan sát xung quanh được chừng gần chục mét định căng mắt cố tập trung tinh lực quan sát xong trong đầu anh cũng đang rối bời với những tình huống có thể xảy ra thực ra là định rất lo mà cũng sợ nữa nhỡ tổ trinh sát bộ binh họ ngủ quên hay xấu hơn nữa là họ bị lọt vào tay địch thì cơ sự sẽ ra làm sao chắc chắn là các anh sẽ lừng lững mà đi vào trận địa phòng ngự của địch chứ còn gì nữa Ngoái nhìn lại đằng sau chẳng thấy đội hình của đại đội ba đâu nên định càng lo. Anh dần từng tiếng vào máy nói nội bộ. Đi chậm lại, chân dầu nhỏ nữa vào. Xe 046 lúc này đi chậm như người đi bộ đầy thận trọng. Nỗi lo của định dường như đã truyền đến tất cả mọi người trên xe nên ai nấy im thiên thít căng mắt ra mà nhìn. Thời gian như dài ra hàng thế kỷ. Bất chợt, trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo một bóng người hiện ra ngay trước đầu xe, cách mũi xe chỉ 5, 6 mét anh ta đứng giữa đường, hai tay vung vẩy loạn xạ. Ngay lập tức xe 046 dừng lại. Bóng người phía trước rào bước tiến về phía xe, định hô nhỏ. Lái xe, tắt máy. Đã trông rõ hơn hình thù người đứng dưới đường. Chắc chắn là quân ta rồi. Định chưa kịp nhảy xuống thì người chiến sĩ trinh sát đã tiến sát lại chỗ anh và thì thào. Địch ở cách đây khoảng một kỳ, lô, mét. Chỗ mấy ngọn tháp kia kìa, anh ta chỉ tay về phía nam nhưng định chẳng trông thấy gì ngoài màn trời đêm bảng bạc, anh cho đội hình dừng lại được rồi. Tai đã trở về trạng thái bình thường nên định đã nghe rõ tiếng gầm gào của 20 cái động cơ phía sau lưng. Dẫu đã đi chân dầu nhỏ rồi xong vẫn thấy rõ mồn một. May mà không gian vẫn còn đẩy áp tiếng gầm rú của bọn máy bay đang oanh tả xa hơn về phía bắc át đi chứ không chắc chắn địch sẽ nghe thấy. Định bảo mấy chiến sĩ. Các cậu chạy về phía sau ra hiệu cho đằng sau dừng lại đi. Cậu chiến sĩ chạy vụt đi, chỉ một loáng sau tiếng máy của đoàn xe đã tắt hẳn. Hết phần 2.